Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin bất ngờ là xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc là có giá lên tới 8,5 triệu đô la, đắt hơn cả T-14 Amata hiện đại nhất của Nga và đang được đánh giá là xe tăng chủ lực mạnh nhất trên thế giới. Nhưng loại xe tăng chủ lực của Hàn Quốc cũng có những điểm mạnh và lý do dành cho việc có giá trên trời của mình. Đó chính là K2 có một số tính năng đặc biệt và nó là cỗ máy rất nguy hiểm trên chiến trường. Một trong những khía cạnh ấn tượng nhất của K2 là hệ thống treo của nó, có thể được đặt tại nhiều vị trí. Đối với nhiệm vụ xuyên quốc gia, với nhiều loại địa hình, hệ thống treo được nâng lên giúp khoảng sáng gầm xe lớn hơn. Khi chạy trên đường băng, hệ thống treo được hạ sát mặt đất, ôm đường để có tốc độ tốt hơn. Ngoài ra, K2 có thể nghiêng về phía trước và phía sau. Điều này giúp súng chính của xe tăng có khả năng thay đổi góc bắn tốt hơn, nhất là thế bắn trúc nòng xuống. Khi nghiêng về phía sau, K2 có thể nâng xuống chính để nhắm vào máy bay bay thấp hoặc nhắm vào mục tiêu có độ cao hơn trên địa hình đồi núi của bán đảo Triều Tiên. K2 cũng có khả năng nghiêng sang trái hoặc sang phải giúp cải thiện việc lái xe dọc theo sườn dốc. Theo chuyên gia của National Interest, động cơ của K2 là một động cơ diesel 1.500 mã lực khá tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhờ trọng lượng thấp của K2, nó có tỷ suất mã lực và trọng lượng cá cao kết hợp với hệ thống trao có thể điều chỉnh K2 khá nhanh nhẹn. K2 có khả năng chống nước đáng kinh ngạc, được thiết kế để xử lý một số địa hình ẩm ướt và đầm lầy của bán đảo Triều Tiên. Bằng cách mở rộng một tháp ống thở hình nón, K2 có thể vượt qua nước sâu 4,1 mét. Khi băng qua một vùng nước, tháp pháo trở nên kín nước và để đảm bảo xe tăng vẫn duy trì tiếp xúc với mặt đất, xe có thể lấy vào 1.900 lít nước để tăng trọng lượng của xe tăng thêm hơn 2 tấn. Giống như là hầu hết các xe tăng, k hai có thể bắn đạn nổ tiêu chuẩn và đạn xuyên phá động năng tiêu chuẩn. Một trong những loại đạn độc đáo của nó là Kastam. Kastam là loại đạn thông minh chống giáp nhắm vào các bộ phận bọc thép thấp nhất của xe tăng, ví dụ như là tháp pháo. Đạn này được bắn từ súng chính của K2 theo một đường đạn sống như pháo vào các mục tiêu xa đến 8 km. Khi ở trên không, đạn Kastam sử dụng cánh có thể điều chỉnh để cơ động về phía mục tiêu. Khi tới gần, Kastam bung ra một chiếc dù làm chậm tốc độ đạn. Do đó, thời gian để tìm mục tiêu và bắn một đầu đạn xuyên phá vào lớp giáp tháp pháo yếu nhất của xe tăng địch. Năm 2008, K2 đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia muốn kết hợp một số công nghệ của Hàn Quốc vào xe tăng sản xuất trong nước của họ, đặc biệt là hệ thống khung gầm và hệ thống treo của K2. Ba Lan thì đã ký một thỏa thuận mua 8 trang xe tăng K2 để thay thế cho các xe tăng T-72, PT-91 và Leopard 2 cũ của Liên Xô manzula đắt tiền cả hai black panther có công nghệ tinh vi và độc đáo khả năng treo và vượt nước của nó là tối ưu dành cho các điều kiện đồi núi và đầm lầy của phía hàn quốc